Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn chúng tôi trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chú Nguyễn Hữu Tập ở Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của chú Tập ngày hôm nay thì cũng như thường lệ ha, Nhật An sẽ nói lại kênh YouTube của Mắt Hôn một chút xíu. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và trên kênh YouTube của chúng tôi thì đăng tải mỗi ngày liên tục những mẫu nhà mới nhất. Về biện pháp thiết kế và thi công trọn gói thì đây sẽ là một cái mô hình mà gần đây phải nói là đang rất là hot ở Việt Nam của chúng ta. Bởi vì nhiều gia đình họ sẽ nhận ra là khi nếu chúng ta lựa chọn thiết kế và thi công trọn gói thì cái thời gian mà chúng ta phải quá lao tâm cho một cái công trình nó sẽ bớt đi. Bởi vì nếu quý vị chúng ta tự mình chọn loại gạch, tự mình đi làm tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ rất là tốn thời gian trong ngày, đúng không nào? Còn nếu như quý vị lựa chọn thiết kế và thi công thì chúng ta chỉ cần giám sát ở từng giai đoạn thì đó chính là cái ưu điểm lớn nhất về mặt thời gian khi mà quý vị chúng ta lựa chọn mô hình thiết kế và thi công trọn gói nhé. Và thời gian gần đây thì chúng tôi vẫn đang chạy chương trình khuyến mãi, ví dụ là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và giảm 10% phí thiết kế khi kết hợp đồng online. Cho nên quý vị nào có nhu cầu thì nhấc điện thoại lên và alo nghe những số hotline của chúng tôi, nhân viên sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, chính là ngôi nhà của chú Tập ở Thanh Oai, Hà Nội. Thì đầu tiên ta sẽ xem qua căn nhà này từ phía bên ngoài qua ảnh vẽ 3D trước. Thì đây là căn nhà 2 tầng. Với thiết kế bên trên, quý vị có nhận ra đây là loại mái gì không ạ? Đây chính là phần mái Nhật. Và thiết kế mái Nhật thì cũng là cái thiết kế rất là quen thuộc trong nhiều căn nhà do Bác Hôn chúng tôi giới thiệu rồi. Mái Nhật thì cái loại mái, nếu hiện tại nhé, ta tính thời điểm hiện tại thì em nghĩ nó là loại mái được yêu thích nhất của Bác Hôn trong thời điểm hiện tại. Bởi vì gần đây nếu quý vị lướt một vòng kênh YouTube Mắt Hôn sẽ thấy là có rất nhiều những mẫu nhà mái Nhật được giới thiệu. Và quý vị cứ mỗi lần mà em giới thiệu về ngôi nhà mái Nhật thì cái số lượt xem nó cũng rất là cao, chứng tỏ là mái Nhật vẫn là gu của rất là nhiều quý vị. Vậy thì ưu điểm của nó là gì? Mái Nhật thì sẽ có khá nhiều ưu điểm, trong đó có thể kể đến ví dụ về vẻ đẹp thì nó là vẻ đẹp tinh tế, không quá khoa trương. Một cái vẻ đẹp nó bình dị thôi nhưng mà nhìn sẽ rất là bắt mắt và thu hút. Thứ hai là mái Nhật nếu mà đem về Việt Nam của chúng ta thì nó đã cải tiến hơn so với phiên bản gốc của nó Nhật Bản rồi, cho nên là về độ cao thì cũng rất là yên tâm. Đó chính là nó sẽ đảm bảo chống nóng và dù có mưa, cũng rất phù hợp với điều kiện thời tiết của Việt Nam của chúng ta. Và bên cạnh đó thì mái Nhật nó có một cái vẻ đẹp mà nó kết hợp giữa phong cách châu Âu và phong cách của mái Thái, cho nên là ở mái Nhật thì nó sẽ có sự trung hòa đó, nhìn vào sẽ rất là đặc biệt. Với mái Nhật thì một cái ưu điểm nữa em nghĩ nó cũng cần phải nói đến, đó là nó hợp với gần như tất cả các mọi thể loại nhà được quý vị. Dù nhà quý vị là ngôi nhà một tầng rất là thấp hay là nhà cao tầng, thậm chí nhà rất là cao 3, 4, 5 tầng chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể lựa chọn mái Nhật. Đây là cái điều mà đôi khi mái Thái cũng làm được nhé. Bởi vì ví dụ là ngôi nhà ta quá là cao đi, ví dụ là 5 tầng chẳng hạn, mà ta còn đặt thêm một cái mái Thái rất cao bên trên nữa thì có thể dẫn đến cái sự là mất cân đối. Thay vào đó thì mái Nhật bởi vì nó không quá cao cho nên là đặt ở bất kỳ vị trí nào thì gần như nhìn nó cũng hợp lý hết. Thì đó là một cái ưu điểm của mái Nhật. Tiếp theo thì em sẽ nói đến phong cách chung của căn nhà này. Thì phong cách của nhà chú Tập ở đây có thể thấy rất rõ, đây là phong cách tân cổ điển. Và phong cách tân cổ điển này được thể hiện ở nhiều chi tiết. Ví dụ là những kiến trúc vòm rất là đặc trưng ở khu vực mặt tiền căn nhà, quý vị thấy ba bên luôn đều có ba cái đường cong rất là đẹp ha. Rồi những cái đường cong ở những cái ô cửa sổ khá là to, hoặc là ngay những ô cửa đi ở trên tầng 2 của căn nhà thì cũng có những cái thiết kế đường cong mái vòm như thế này. Thì nó gợi chúng ta đến những cái tòa lâu đài trong những truyện cổ tích lúc xưa, đúng không nè. Chúng ta cũng rất là thay thấy những cái thiết kế như thế này. Thì bản thân em đánh giá khá là cao bởi nó tạo nên cái sự mềm mại hơn, duyên dáng và thu hút hơn cho căn nhà. Và cũng liên quan đến những cái đường cong ha, thì quý vị sẽ thấy là về cột của căn nhà này thì cũng khá là đa dạng. Đó chính là có những khu vực thì chúng tôi sẽ thiết kế là cột trụ vuông. Ví dụ là ngay hai chiếc cột hiên ở ngay phía sảnh chính của căn nhà, quý vị thấy không ạ? Bên dưới tầng 1 á, thì đây sẽ là hai chiếc cột trụ vuông. Nhưng nếu chúng ta nhìn lên bên trên, ngay khu vực ban công ngay phía bên trên luôn, thì quý vị sẽ thấy là sẽ có những cái cột trụ tròn. Thì mỗi cái trụ nó đều có mang vẻ đẹp riêng. Trụ tròn thì việc thiết kế và thi công nó phức tạp hơn, tuy nhiên nó cũng mang đến cái vẻ đẹp mềm mại cho căn nhà. Và trời tròn đất vuông là một cái quan điểm của người Việt Nam của chúng ta, cho nên đây cũng là hai cái yếu tố cấu thành nên ngôi nhà chúng ta có rất là cần phải quan tâm.
Do đó là việc mà thiết kế cột trụ tròn, cột trụ vuông nó đều mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp cho ngôi nhà của quý vị. Với căn nhà này thì cái điểm mà An cộng điểm khá là cao cho nó đó chính là quý vị sẽ thấy có một cái gara được thiết kế cạnh bên của căn nhà này. Và An luôn khen những căn nhà có gara là vì sao? Bởi vì đây là một thiết kế người ta đã tính toán sẵn từ trước về cái diện tích riêng dành cho việc đậu xe. Thì đây là cái điều rất cần thiết. Bởi vì nếu quý vị chỉ tính toán trong không gian sử dụng, ta không tính cho cái việc đậu xe, thì nói thật cuối cùng quý vị cũng phải tìm một cái nơi để mà chúng ta đậu xe thôi. Quý vị có thể làm một cái một cái nhà xe riêng ở bên ngoài, hoặc là chúng ta phải gửi xe ở xa nữa thì nó cũng bất tiện. Còn nếu mà chúng ta làm cái mái che, chúng ta đậu xe bên ngoài trời, thì nói thật ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ chung của công trình. Do đó thay vì vậy thì ngay từ đầu chúng ta bàn bạc với kiến trúc sư, chúng ta thiết kế luôn một cái không gian gara. Thì em thấy đây là một cái thiết kế 2 trong 1, nó vẫn mang đến cái vẻ đẹp thẩm mỹ mà nó đảm bảo về công năng cho căn nhà. Và cuối cùng một chi tiết em muốn nói đến trước khi mà chúng ta đọc về những hồ sơ bên trong, đó chính là nếu quý vị nhìn lên bên trên ngay cái khu vực gara luôn, thì chúng tôi ở bên trên chúng tôi sẽ bố trí đó chính là một cái khoảng sân ở ngoài trời để mà gia đình có thể sinh hoạt ha. Và ở đây sẽ có cái giàn hoa nữa cũng rất là đẹp mắt. Thì với những thiết kế của Mark Home thì chúng tôi tận dụng tối đa không gian để mà gia đình sẽ có những cái khoảng không, những cái khoảng trống ngoài trời, thì cũng là một cách để mà chúng ta sẽ thư giãn tốt hơn là một ngôi nhà mà hoàn toàn không có khoảng sân nào ngoài trời hết, thì nó cũng không có kết nối được các không gian thiên nhiên, đúng không nào? Bây giờ thì em sẽ đọc đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà chủ tập. Đầu tiên là mặt bàn định vị công trình ha. Quý vị sẽ thấy nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy được là ngôi nhà nằm khá là gần phần đường, quý vị. Từ phía mặt tiền mà tay ra phần đường này chỉ rơi vào tầm khoảng là hơn 5m một chút xíu. Còn từ phía đường tới đến cuối khu đất luôn là rơi vào tầm khoảng 19m. Về hướng nhà thì quý vị so sánh hoa tiêu của chữ B nè, so sánh với mặt tiền căn nhà, ta sẽ thấy ngay là nhà chủ tập sẽ nằm đó chính là ở hướng Tây Nam. Bây giờ thì em sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà. Với mặt bằng tầng 1, quý vị sẽ thấy được là chiều dài của căn nhà là 15,84m, chiều rộng là 13,42m. Và từ đó tính từ diện tích sử dụng của cả hai tầng luôn là 310m². Về công năng thì tầng 1 tôi sẽ bố trí phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, khu vực gara. Tầng 1 sẽ có 2 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Với thiết kế này thì em thấy cũng rất là hợp lý. Quý vị có thể thấy là cái lối cửa trong nhà, ví dụ là cửa chính ta mở vào và cái cửa hậu đi phía sau. Quý vị có để ý không? Đó chính là cái kích thước cửa nó hoàn toàn khác nhau. Khu vực cửa chính thì nó sẽ là 4 cánh, còn cửa hậu phía sau chỉ có 1 cánh mà thôi. Thì cái thiết kế này thứ nhất là đảm bảo về công năng, bởi vì cửa chính là cái nơi mà khách thường người ta ra vào, hoặc cái số lượng người nhiều thì cần phải cái cửa nó phải lớn hơn. Nhưng cũng có vấn đề liên quan luôn, đó chính là với cửa chính thì nếu xét về mặt phong thủy thì gọi là chính mà, đúng không nè? Cho nên chúng ta phải luôn luôn cho nó một kích thước lớn nhất. Còn ví dụ là cửa hậu, cửa mặt bên vân vân thì nó sẽ phải nhỏ hơn. Cái điều này liên quan đến phong thủy. Và liên quan phong thủy thì chúng tôi sẽ có chuyên gia phong thủy của Mark Home để có thể tư vấn tất cả những điều trên cho quý vị ha. Từ cái việc chúng ta bố trí cửa như thế nào, đặt để đồ đạc trong căn nhà như thế nào, hoặc là chỗ hướng nhà, rồi đến nghi thức động thổ, chúng ta nên động thổ vào ngày nào, mâm cúng như thế nào, thì chuyên gia phong thủy của Mark Home sẽ tư vấn hoàn toàn cho quý vị. Và với những vấn đề này thì quý vị có thể liên hệ những số hotline để được chúng tôi tư vấn hỗ trợ sớm nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến lên tầng 2 của căn nhà của chủ tập. Ở tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí phòng sinh hoạt chung nè, rồi có thêm 3 phòng ngủ nữa và có thêm 2 nhà vệ sinh, còn lại là khu vực sân chơi ngoài trời. Bây giờ sẽ đọc đến mặt đứng. Với mặt đứng thì sẽ chọn đọc mặt đứng trục 1-5, đây là hướng nhìn từ mặt tiền. Thì từ cost cũng không lên đến đỉnh mái là 10,6m. Từ sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m. Sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại từ cost cũng không xuống ngược lại sân là 75cm, tương ứng với 5 bậc thì mỗi bậc là 15cm. Với bước chân người Việt Nam chúng ta thì 15 đến 18 là một cái con số chuẩn nhé. Bên dưới chúng ta sẽ có 4 cái ô hình thoi tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Em ví dụ là số 3 là chân tường ốp đá dẻ nè, số 4 là cổ bộ ốp đá granite, số 2 tường sơn màu mà hắc trắng v.v. Tiếp theo sẽ đọc đến một bản vẽ nghĩ cũng rất là cần phải quan tâm, đó chính là chi tiết thang của căn nhà. Cầu thang thì luôn là cái bộ phận kết nối giữa các không gian của các tầng khác nhau, thì đây cũng là bộ phận chúng ta cần phải quan tâm cả về thẩm mỹ, công năng lẫn phong thủy. Với mặt bằng chi tiết thang ở đây quý vị sẽ thấy là
cầu thang có tổng cộng là 25 bậc, tương ứng với công thức 4N cộng 1 trong phong thủy nhé. Về vật liệu thì ở đây chúng ta ký hiệu là số 1 bên dưới nè quý vị thấy không ạ? Đây là lát sàn gỗ. Thì đây cũng là một cái quyết định của nhiều gia đình hiện nay. Thay vì chúng ta ốp đá granite thì nhiều gia đình sẽ thích là cái bậc thang làm bằng gỗ luôn, thì cũng mang đến cái vẻ đẹp cho căn nhà. Còn khu vực số 2 là lan can kính, thì ở đây là lan can kính và tay vịn là gỗ lim Nam Phi. Thì lan can kính thì nó cũng là một cái loại lan can được nhiều gia đình ưa chuộng, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta cảm giác như là có như không có được quý vị ha. Nó sẽ giúp cơ nới không gian hơn. Bên dưới thì về chi tiết của thang, ví dụ chi tiết bậc thang quý vị thấy nè, có lát sàn gỗ nè, lớp rác lót bậc thang, lớp gạch xây, sàn bê tông cốt thép, lớp vữa, lớp sơn ba nước màu trắng, rồi chi tiết trụ gỗ, chi tiết con tiện gỗ vân vân. Chúng ta có hiểu rất là rõ ở đây luôn ạ. Bây giờ sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà chủ tập. Dựa vào mặt bằng móng có thể thấy nhà chủ tập xử lý đó chính là móng ép cọc bê tông cốt thép tiết diện là 200x200mm. Với móng cọc thì đây là loại móng em đã khen rất là nhiều lần rồi. Nó sẽ gần như nó trị được tất cả loại đất quý vị ạ, những cái loại đất khó xơi nhất. Những cái loại móng khác gọi là bó tay đó thì chúng ta phải nhờ đến móng cọc ha. Bởi vì móng cọc là móng sâu và móng cọc có thể xử lý cho những cái loại đất, ví dụ là đất có mạch nước ngầm nè, đất gần ao suối sông ngòi nè, có những nơi mà cái tính sạt lở cao thì móng cọc nó có thể sẽ an toàn hơn so với lựa chọn những loại móng khác. Bây giờ sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà chủ tập. Ở đây là mặt bằng ổ cắm internet của tầng 2. Thì quý vị sẽ thấy là những vị trí chúng ta bố trí ổ cắm của tầng 2 nè. Những cái vị trí là nó là nhà hình của nửa cái hình tròn màu đen quý vị ha. Thì đây là vị trí ổ cắm. Ví dụ là h bằng 0,4m, tức là ổ cắm sẽ cách sàn 0,4m. H bằng 0,65m, tức là ổ cắm cách sàn 0,65m. Rồi có những dòng cáp siêu PVC 1x2,5mm2 trọng CND20 sẽ chạy dọc khắp căn nhà nè. Thì đây đều những cái tính toán từ trước. Bởi vì chúng ta phải biết là ví dụ căn phòng đó, ví dụ phòng ngủ đi, thì chúng ta sẽ bố trí về nội thất như thế nào. Ví dụ là vị trí chúng ta có thể đặt kệ TV thì nên đặt cái ổ cắm vị trí nào. Vị trí chúng ta có thể đặt cái đèn ngủ chẳng hạn thì cái ổ cắm chúng ta nên đặt ở vị trí nào. Thì toàn bộ điều này đều được kiến trúc sư tính toán ngay từ đầu nhé. Và cuối cùng anh sẽ đọc đến dự toán của nhà chủ tập. Ở đây sẽ đọc là dự toán về phần thô. Thì chúng ta sẽ chia ra từng hạng mục khác nhau. Ví dụ là phần thô này chúng ta sẽ có phần móng. Bên dưới chúng ta sẽ có tường móng nè, bệ phốt, vân vân. Đến phần thân sẽ có phần cột, phần dầm, phần sàn, sàn tầng 2, sàn tầng mái, phần lanh tô, phần than, vân vân. Đó, rồi đến phần xây rác nữa. Tất cả đều có khối lượng đơn giá vật liệu thành tiền ghi chú rõ ràng để quý vị có thể nắm được về chi phí cho căn nhà của mình nhé. Vậy là Nhật An vừa chia sẻ quý vị về mẫu nhà của chủ tập ở Hà Nội, một mẫu nhà tân cổ điển với phần mái Nhật rất là thu hút. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này muốn thiết kế tương tự thì cần ngại liên hệ ngay với Mắt Home ở những số hotline 0964458888, 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.